cuộc sống cứ mãi trôi đi theo thời gian một cách xô bồ và hối hả. Vô tình cuốn ta vào những guồng quay của công việc, vào nhịp thở của xã hội, chở bao kỷ niệm dần rời xa tâm trí. Có một điều, dù cho đất có cằn cỗi bạc màu đến mấy, con người vẫn gieo vào đấy những hạt giống mùa sau, bằng mồ hôi, bằng sức người, bằng hy vọng. Trồng cây 10 năm, trồng người 100 năm một đời. Sự nhọc nhằn không giới hạn trong cái hữu hạn của con số. Biết bao thế hệ, biết bao con người bước ra cuộc đời từ phấn trắng, bảng đen, từ chuyến đò xế của người lái đò không nghỉ. Chẳng biết còn bao nhiêu người nhớ những nét chữ run rẩy ngày nào, nhớ người nắn cho những con chữ thành hình và vững chãi. Họ cứ đi, thầy cô ở lại. Họ cứ lớn khôn, người trên bục giảng sợi trắng trên đầu. Chẳng biết là màu của phấn trắng hay màu của thời gian. Trở về nơi ấy, khi những sợi nắng vàng còn sót lại của mùa hè mắc víu trên tán bảng xanh lá đã trở nên dần nhạt màu hơn, nhưng vẫn đủ nhuộm một màu vàng óng của mùa thu. Bất chợt nghe đâu đó một câu ca quen thuộc, một cái tên về một ngôi trường rất đỗi thân quen mà ta đã vô tình quên lãng. Hải Hậu C, rồi Trực Ninh B. Ta vội ngoảnh lại, quá khứ chợt ùa về, rồi như một cuốn phim chiếu chậm, cận cảnh và rõ nét. 40 năm trôi qua, đến cả nửa đời người chứ chẳng ít. Biết bao giọt mồ hôi, sự miệt mài của bao thế hệ. Dù là cấp 3 C Hải Hậu hay trung học phổ thông Trực Ninh B, thì vẫn để lại đó những ký ức thăng trầm nhưng thật đỗi hào hùng. Có thể ai đó chỉ nghe đến Nam Định qua những câu chuyện, vần thơ tiếng hát, hay đơn thuần là thưởng thức một đặc sản, một món quà từ phương xa. Có thể ai đó ít nhất một lần đặt chân lên những địa danh, những con phố của thành Nam, đến những di tích lịch sử của triều đại vua Trần, mẫu Liễu Hạnh, đến với những mảnh đất làng nghề, hay đã từng ngồi ngắm những con sóng biển dồn dập, rồi đắm mình trong những âm thanh quen thuộc của hoàng hôn. Còn với mỗi người dân xứ Thiên Trường, niềm tự hào riêng của họ khi được nhắc đến đó là địa danh nổi tiếng về truyền thống hiếu học. Trấn Sơn Nam xưa với bao tinh anh, địa linh nhân kiệt, mảnh đất rạng danh từ sự học hành khoa bảng đời trước đến đời sau. Nếu đã từng đến với miền Trực Ninh, đã từng ghé thăm chùa Cổ Lễ, từng đi qua dòng Linh Cơ, từng nghe đến trạng nguyên đảo Sư Tích, thì mới biết được rằng trên mảnh đất khoa cử này, việc học hành luôn được nhân dân coi trọng, được đề cao, là tôn chỉ của các thế hệ người con Trực Ninh ngay từ khi lọt lòng mẹ và được các dòng họ, làng xã kế tục và phát huy. Bởi thế, từ lâu miền Trực đã trở thành lá cờ đầu trong nền giáo dục. Nằm cạnh quốc lộ 37B, con đường huyết mạch chính tuyến giao thông liên huyện của tỉnh Nam Định, nối thành phố với các huyện lỵ Phỉ Nhiêu màu mỡ. Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B có một vị trí rất thuận lợi, giữa trung tâm của các xã miền đê, phía tây giáp huyện Nghĩa Hưng, được bao bọc ranh giới bởi dòng sông Ninh Cơ, phía đông và phía nam giáp huyện Hải Hậu. Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B
trở thành cái nôi của nền văn hóa giáo dục của tỉnh Nam Định, của huyện Trực Ninh nói chung và của nhân dân các xã miền Đê nói riêng. Tháng 3 năm 1968, miền Đê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Hà với 7 xã: Trực Hùng, Trực Phú, Trực Cường, Trực Thái, Trực Đại, Trực Tiến và Trực Thắng đã được sáp nhập vào huyện Hải Hậu. Đồng thời, huyện Trực Ninh và huyện Nam Trực sáp nhập thành huyện Nam Ninh. Năm 1975, đất nước vừa giành được hòa bình thống nhất, nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm chúng ta sống trong chế độ bao cấp, cả nước phải gồng mình chống chọi vượt qua. Tháng 6 năm 1976, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Nam Ninh ra quyết định thành lập mới các trường cấp 3 tại thành phố Nam Định, huyện Ý Yên, Thanh Liêm và huyện Hải Hậu. Ủy ban Hành chính huyện Hải Hậu ra quyết định thành lập Ban Kiến thiết trường cấp 3C Hải Hậu. Những ngày đầu tiên ấy gặp muôn vàn gian khó, song vì tương lai lâu dài của con em trong khu vực, cấp ủy, lãnh đạo các xã và nhân dân địa phương đã quyết tâm, nỗ lực không ngừng, đặc biệt là tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo đầu tiên của nhà trường. Để rồi, từ khu đất bãi tha ma cũ, từ cánh đồng dâu xanh, ngôi trường mới đã mọc lên mái ngói đỏ tươi, thênh thang đón chào những em học sinh khóa đầu tiên, năm học 1976-1977. Lúc ấy nó còn cái giá là bao cấp, thì nó có nhiều giá, một cái giá là cung cấp, một cái giá là thị trường. Nhưng mà chúng tôi là hoàn toàn là tạo điều kiện về gạo, về thực phẩm. Thế mà nhà trường mà cần những cái gì thì hợp tác xã là Trực Thái là sẽ tạo điều kiện cho nhà trường với cái giá mà giá gọi là chỉ đạo là của huyện, để mà nhà trường giải quyết được tất cả những cái khó khăn trong cái quá trình mà xây dựng trường. Thế còn ngay cả về cái đất đai thì là chúng tôi cũng chịu cái trách nhiệm là cung cấp về đất, nhưng mà những cái khó khăn về thủ tục hợp tác xã cũng tạo điều kiện. Nhớ một năm kỷ niệm đất cang Trực Thái không thể cày được, máy cày cũng không cày được, cho nên nhà trường đã nhận với Trực Thái 21 mẫu. Và các em học sinh đã bẩy 21 mẫu trong một ngày. Cái lao động ấy hơn cả một máy T54. Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B, trước đây là trường cấp 3C Hải Hậu, được thành lập năm 1976 trên địa bàn xã Trực Thái, trung tâm miền Đê của huyện Hải Hậu, đã đáp ứng nguyện vọng học tập thiết tha của con em nhân dân trong vùng. Năm 1997, huyện Trực Ninh được tái lập, 6 xã miền Đê Hải Hậu được cắt về huyện Trực Ninh và trường cấp 3C Hải Hậu đổi tên thành trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B như ngày nay. Say lòng du khách đi đường, dừng chân đứng lại ở phương địa nào, bãi dâu Trực Thái đẹp sao, người đông chảy hội đào ao vượt nền, xây nhà ngói mới dựng lên đỏ rực, một góc một miền Trực đây, cổng cao hơn hẳn Trực Tây, con em bảy xã. Thank you.
Năm đầu tiên thành lập, trường chỉ có 7 lớp, gồm có 3 lớp học sinh từ các trường Hải Hậu A, Hải Hậu B về học lớp 9, nay là lớp 11, và có 4 lớp 8 tuyển sinh đầu tiên, tương đương với lớp 10. Với khoảng 330 học sinh và khoảng 20 cán bộ giáo viên. Ban đầu trường chỉ với 2 dãy nhà cấp 4, vừa là lớp học, vừa là nơi làm việc của ban giám hiệu và các bộ phận khác. Đến năm học 1977-1978, trường mới xây dựng được nhà học mới thứ 3, nhà C và khu tập thể, nhà ăn tập thể và văn phòng. Việc khai sinh ra mái trường mang dấu ấn đậm nét của các thế hệ thầy cô giáo đầu tiên. Thầy hiệu trưởng Trần Văn Bưu, thầy phó hiệu trưởng kiêm trưởng ban kiến thiết, rồi hiệu trưởng thứ hai, thầy Đặng Như Yên. Đội ngũ giáo viên đầu tiên và các em học sinh những khóa đầu tiên cũng chính là những người góp nhiều công sức trong công cuộc xây dựng trường học từ buổi sơ khai. Kế đến là những ngọn lửa tinh thần đầu tiên khai sáng nền giáo dục khu vực. Có thể kể đến các thầy cô giáo như thầy Thắng, thầy Đức, cô Mơ, cô Hiền, thầy Thường, thầy Nam, thầy Cự, thầy Cương, thầy Vinh, thầy Tâm, cô Tám, cô Vui, thầy Nguyện, thầy Nhĩ, thầy Phấn, thầy Đĩnh, bác Ruy, bác Đoá. Xe về đây năm 16, bây giờ nhà trường mới bắt đầu thành lập. Cái điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn lắm. Chỉ có một cái dãy nhà này là xây, còn lại các cái nhà, dãy nhà sau là bằng lá. Thầy trò lao lúc bây giờ lao động vất vả, đào ao vượt thổ, vượt thổ. Ngoài ra các cái buổi chiều, nhất là học sinh lớp 10, thì buổi chiều và buổi tối là tập trung học. Và đây cái căn nhà này là các thầy buổi chiều là từ 2 giờ đến 5 giờ, buổi tối là từ 7 giờ đến 10 giờ, là các thầy chỉ có một thầy coi mấy cái dãy nhà này để cho học sinh tự học. Lúc bây giờ là học sinh vất vả, nghèo, nhưng mà lại rất tự giác học và thầy trò rất thương nhau. Nhìn thế hệ các thầy, cô giáo, các em học sinh hôm nay được học tập, giảng dạy và rèn luyện trong một cái ngôi trường khang trang, hiện đại, với một cái khung cảnh thoáng mát, có nhiều tiện nghi, cảm thấy lại càng xúc động và rất trân trọng những cái cống hiến, những cái đóng góp rất là to lớn của các thế hệ, các thầy, các em học sinh của những cái năm trước đây. Năm học 1977-1978, trường có lớp học sinh đầu tiên ra trường. Chỉ với 2 lớp 10, nhưng đã có hàng chục học sinh trúng tuyển vào đại học ngay năm đầu. Những năm 1980-1985 là những năm kinh tế xã hội khó khăn nhất. Giáo dục đào tạo cũng gặp không ít trở ngại. Có năm, cả trường không có em nào đỗ đại học năm đầu, hoặc có nhưng chỉ một vài học sinh. Mặc dù vậy, từng bước, nhà trường vẫn có những đổi thay mạnh mẽ về cơ sở vật chất, chủ yếu là mở rộng và nâng cao chất lượng các lớp học, có đủ phòng học và làm việc của ban giám hiệu và hội đồng giáo dục. Tuy tất cả đều là nhà cấp 4. Bước sang giai đoạn đổi mới trong 10 năm 1986 đến 1996, khi điều kiện kinh tế xã hội đã có những dấu hiệu chuyển biến tích cực theo hướng phát triển đi lên, nhà trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của Sở Giáo dục Đào tạo, ban ngành địa phương, nhân dân, phụ huynh và xã hội. Đời sống cán bộ giáo viên cũng bớt khó khăn so với trước đây. Chất lượng đào tạo của nhà trường cũng từng bước được nâng lên, thay đổi về mọi mặt. Nhà trường có sự chuyển biến mạnh mẽ trong giai đoạn 1996-2006. Giai đoạn này được Đảng và Nhà nước quan tâm, cũng như ngành giáo dục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, hệ thống nhà học kiên cố hiện đại, lần lượt thay thế nhà học cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 1997, khởi công nhà học 18 phòng. Cho đến năm 2000,
nhà học đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Tiếp đó, đến năm 2002, khánh thành nhà học 12 phòng. Năm 2004, khánh thành nhà hiệu bộ. Cho đến năm 2010, đã có các phòng học chức năng. Những cái năm đầu tiên, thì tỷ lệ chất lượng học sinh là tương đối tốt. Nhưng sau đó khoảng năm 85 đến năm 90, kinh tế xã hội nói chung là rất khó khăn. Và cái chất lượng đào tạo của nhà trường cũng không thật tốt. Từ những năm khoảng 1990 trở lại đây, nhà trường đã vượt khó đi lên rất là tốt. Đặc biệt là những năm 98 trở lại đây, cái chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề mà nhà trường băn khoăn nhất. Cái tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi rất nhiều năm phấn đấu 3% đã rất là khó khăn. Trong vòng khoảng độ 7 năm trở lại đây thì phần lớn là đã đạt được tỷ lệ khoảng 10%. Quy mô lớp học và sĩ số khi đạt cao nhất lên đến 34 lớp với trên 1.800 học sinh. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo còn rất nhiều khó khăn. Kết quả thi đua, học sinh giỏi thường ở khoảng thứ 30 trên 42 trường công lập trong toàn tỉnh. Bước sang giai đoạn 10 năm 2006-2016, nhà trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cắt giảm các lớp ngoài công lập. Đến năm 2012, trường chỉ có loại hình lớp công lập. Từ năm 2013, nhà trường có quy mô ổn định là 30 lớp với khoảng trên dưới 1.200 học sinh. Chất lượng học sinh giỏi thi đại học ở khoảng trung bình toàn tỉnh. Mục tiêu của giáo dục đào tạo nhà trường phổ thông hiện nay là đào tạo học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện về đức dục và trí dục. Trong những năm qua, nhà trường chú trọng đẩy mạnh công tác phổ cập và duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần cao. Giáo dục đạo đức là nền tảng của sự phát triển con người, liên tục chú trọng chất lượng công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp với năng lực học sinh. Nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm và là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với mỗi nhà trường. Từ đó xác định uy tín của nhà trường đối với phụ huynh, đối với các cấp và đối với nhân dân địa phương. Nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy đại trà, chất lượng học sinh giỏi và các cuộc thi, hội thi do trường, do Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định tổ chức. Cơ sở vật chất của nhà trường, trang thiết bị dạy học ngày càng được tăng cường từ nguồn ngân sách nhà nước và từ nguồn xã hội hóa giáo dục. Cảnh quan sư phạm nhà trường ngày một thay da đổi thịt, xanh, sạch, đẹp hơn, tạo niềm vui cho cán bộ giáo viên cũng như các em học sinh mỗi ngày đến lớp. Bên cạnh hoạt động dạy và học, công tác lao động hướng nghiệp dạy nghề và hoạt động ngoài giờ đến lớp luôn được ban giám hiệu nhà trường quan tâm nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục hiện nay. Đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường phải kể đến vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là tổ chức mà phần lớn các thành viên của nhà trường tham gia sinh hoạt. Phát huy vai trò của mình, đoàn trường luôn tổ chức các hoạt động ngoại khóa bổ ích, vận động các thành viên tham gia đầy đủ, có hiệu quả các cuộc thi do trường hay các ngành, liên ngành tổ chức. Với hơn 1.200 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại 31 chi đoàn, trong đó có 1 chi đoàn giáo viên và 30 chi đoàn học sinh. Đoàn trường luôn coi trọng công tác giáo dục đạo đức chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua nhiều biện pháp như học tập các bài lý luận chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông qua các buổi nói chuyện, tọa đàm, các hoạt động ngoại khóa. Trong nhiều năm nay, đoàn trường cũng đã thành lập và duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của nhiều câu lạc bộ như câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ cầu lông. Tất cả những hoạt động ấy đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích
rèn luyện kỹ năng sống và góp phần phát triển toàn diện cho đoàn viên thanh niên nhà trường. Với nhiệm vụ trọng tâm xây dựng kỷ cương nền nếp dạy và học, thực hiện tốt việc đổi mới các chương trình thầy sách các khối lớp, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi, từng bước nâng cao chất lượng văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Nhà trường đã xây dựng đội ngũ giáo viên với những nét phẩm chất cao đẹp của người thầy, tận tụy gương mẫu, hết lòng vì học sinh thân yêu, có nhiều kinh nghiệm quý báu trong việc dạy chữ, dạy người, luôn lấy việc đổi mới phương pháp làm trọng tâm, lấy việc xây dựng tập thể sư phạm làm biện pháp lâu bền và có hiệu quả nhất. Tôi luôn cho học sinh thấy được vai trò của môn học đối với việc phát triển phẩm chất và năng lực của các em. Tôi hướng dẫn cho học sinh cách học, hướng cho các em con đường để đến với kiến thức. Vấn đề mà tôi còn nhiều trăn trở là vấn đề đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh của trường. Đổi mới để làm sao các em có hứng thú học tập, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em. Theo tôi nghĩ, điều quan trọng nhất đối với một giáo viên là lòng yêu nghề, yêu học trò. Tình cảm đó sẽ là nguồn động lực rất lớn để bản thân tôi cũng như các giáo viên khác có thể vượt qua được những khó khăn, góp sức mình, góp phần mình để đưa phong trào của trường đi lên. Việc đầu tư đào tạo bồi dưỡng cán bộ giáo viên luôn được nhà trường quan tâm đẩy mạnh. Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều giáo viên được công nhận là chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi các cấp. Công tác bồi dưỡng giáo viên trẻ luôn được coi là mục tiêu trọng tâm. Nhờ đó mà chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy luôn được phát huy đổi mới. Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch hoạt động cho tổ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của các đồng chí trong tổ đã được thể hiện trong kế hoạch từng năm học. Các đồng chí trong tổ thực hiện nghiêm túc cái nội quy, quy định của nhà trường cũng như các quy định của ngành. Cho đến nay thì tất cả các đồng chí đều thực hiện tốt một cái nhiệm vụ. Các thành viên trong tổ luôn cố gắng nỗ lực đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong công tác cũng như là trong đời sống. Các giáo viên trong tổ đều ở độ tuổi còn trẻ, nhiệt tình trong công tác, hăng hái trong các phong trào thi đua của trường cũng như của ngành giáo dục. Các giáo viên chúng tôi đã luôn tích cực cố gắng áp dụng các cái biện pháp, phương pháp giảng dạy mới và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, chúng tôi đã khơi dậy được hứng thú học tập đối với bộ môn, đối với học sinh. Việc thường xuyên tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao của nhà trường đem lại hiệu quả cao, đóng góp tích cực cho phong trào văn nghệ, thể dục thể thao địa phương. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, chống các tệ nạn xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa thông tin cơ sở, rồi đến hoạt động lao động sản xuất, hướng nghiệp dạy nghề cũng trở thành các hoạt động thường xuyên của nhà trường. Ngoài giờ học sinh khóa trên lớp thì các thầy cô trong tổ cũng tạo nên những khoảng thời gian để bọn em có thể sinh hoạt ngoài giờ, đặc biệt là những hoạt động như thể dục, thể thao. Em thực sự rất là yêu thích môn đá bóng và các thầy cô cũng để cho bọn em có một sân chơi và những thời gian rảnh rỗi. Bộ môn khác đó là võ thuật, em cũng theo học tại trường, vừa cho em được tính can đảm, lại còn rèn luyện được sức khỏe và em cũng kết được thêm nhiều bạn mới, để cho chúng em có một môi trường học tập thực sự năng động và sảng khoái, đặc biệt là sau những giờ căng thẳng, và sẽ có tiếp thêm tinh thần để những giờ tiếp theo được hiệu quả và chất lượng hơn. Sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và ban ngành, nhân dân trong huyện, sự đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hiện nay trường có đủ các phòng học, phòng thực hành bộ môn, đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, thu hút nhiều học sinh trong huyện và các huyện lân cận vào học. Hiện nay,
trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B có 78 cán bộ giáo viên, chia thành 6 tổ chuyên môn công tác. Có 30 lớp với tổng số 1.219 học sinh. Tổ toán có 12 giáo viên, do thầy Phạm Đức Phi làm tổ trưởng. Tổ văn, giáo dục công dân, do thầy Đinh Công Binh làm tổ trưởng với 12 giáo viên. Tổ lý, tin, công nghệ, do cô Vũ Thị Nguyệt tổ trưởng với 14 giáo viên. Tổ hóa, sinh, giáo dục thể chất, do cô Tống Thị Thu làm tổ trưởng và có 18 giáo viên. Tổ sử, địa, ngoại ngữ, có 12 giáo viên, do cô Vũ Thị Sơn làm tổ trưởng. Và tổ văn phòng, cô Đặng Thị Diệp tổ trưởng với 10 cán bộ, công nhân viên. Nhờ có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 6 tổ chuyên môn, nhà trường đã đẩy mạnh được vai trò chuyên môn để đào tạo mũi nhọn học sinh giỏi, cũng như phát huy vai trò quan trọng của tất cả các bộ môn trong mục tiêu giáo dục toàn diện của nhà trường. Trên hết, sự phân công chuyên môn đã giúp nhà trường có sự gắn kết chặt chẽ và mật thiết hơn trong bộ máy quản lý và hoạt động giảng dạy của cán bộ giáo viên. Một đặc thù của tổ là gắn liền với thực nghiệm. Các đồng chí trong tổ đã sử dụng và phát huy hết các cái thiết bị dạy học, các phòng học bộ môn được sử dụng một cách hợp lý, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân ái, ham học của tổ. Tôi tin rằng tổ vật lý, tin công nghệ trong năm học 2016-2017 thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Không chỉ tâm huyết trong giảng dạy, các đồng chí trong tổ còn tích cực tham gia các hoạt động khác của nhà trường, như tham gia vào ban chấp hành công đoàn nhà trường, tham gia vào ban chấp hành đoàn trường, công tác giáo dục thể chất, ban đạo đức. Nhiều năm liền, tổ hóa sinh thể dục đã được Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định công nhận là tổ lao động tiên tiến. Chi bộ nhà trường do thầy Vũ Văn Tiến làm bí thư với 23 đảng viên luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Nhiều đồng chí được khen thưởng. 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và trong những năm qua, chi bộ cũng liên tục kết nạp thêm những đảng viên mới. Công đoàn nhà trường liên tục được công nhận là cơ sở xuất sắc, được tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục tỉnh và luôn đạt tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh. Công đoàn trường Trung học Phổ thông Trịnh Thị Huệ đã thực hiện tốt nhiệm vụ của công đoàn cơ sở, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ giáo viên, tham mưu với ban giám hiệu nhà trường phân công lao động sao cho phù hợp với khả năng sở trường của năng lực của từng người, động viên khích lệ để cán bộ công nhân viên trong nhà trường hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần cùng nhà trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng năm học. Dù công việc thầm lặng nhưng các anh chị em trong tổ cũng góp một phần nhỏ bé vào thành tích chung của nhà trường. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các công việc được giao, phối hợp với các tổ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Nhà trường không có giáo viên vi phạm pháp luật, vi phạm đường lối chính sách của Đảng, các quy định của nhà nước, địa phương, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết gương mẫu, giúp đỡ, động viên, khích lệ để thành viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường luôn chú trọng đến đời sống tinh thần cho giáo viên và học sinh. Trường đã xây dựng được phòng truyền thống, phòng tin học, phòng học tiếng Anh, thư viện. Ngoài ra, còn tổ chức các câu lạc bộ của giáo viên, học sinh hàng tuần, hàng tháng để giới thiệu sách, bình thơ, văn nghệ thể thao, võ thuật để nâng cao đời sống tinh thần cho giáo viên, ngoại khóa cho học sinh. Trong ngôi nhà lớn Trực Ninh B cũng có không ít những ngôi nhà nhỏ, mà ở đó tình yêu gia đình và tình yêu với mái trường luôn tồn tại song song. Gia đình thầy giáo Đinh Công Binh và cô giáo Trần Thị Hằng là một trong những gia đình như thế. Ở trường họ là đồng nghiệp, cùng nhau chắp cánh ước mơ cho bao thế hệ học trò. Trở về cuộc sống đời thường, họ cùng nhau vun đắp mái ấm gia đình.
nơi luôn rộn ràng tiếng cười. Đây, sau những giờ lên lớp, người thầy ấy lại trở về với vai trò một người chồng, một người cha, là điểm tựa vững chắc cho cả gia đình. Cô giáo Trần Thị Hàng luôn cố gắng phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu giỏi việc trường, đảm việc nhà. Hơn 10 năm công tác dưới mái trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B, với sự nỗ lực trong chuyên môn, tâm huyết trong nghề nghiệp, nhiều năm qua, cô luôn nhận được niềm tin yêu của đồng nghiệp, sự quý trọng của nhiều thế hệ học trò. Khi trở về với vai trò người vợ, người mẹ, cô luôn là chỗ dựa tinh thần, mang lại niềm vui, sự ấm áp trong gia đình. Tình yêu mái trường, yêu gia đình, sự tận tụy với học trò đã giúp người thầy, người cô ấy thêm nhiệt huyết với nghề, góp phần vun đắp cho mái ấm Trực Ninh B. Chặng đường 40 năm nhìn lại, với đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm và hệ thống trang thiết bị không ngừng được tăng cường, chất lượng giáo dục của trường luôn bền vững và phát triển, là điểm sáng về chất lượng giáo dục của huyện và tỉnh. Chất lượng các mặt giáo dục toàn diện ngày càng được nâng cao. Trong những năm qua, kết quả thi đại học và học sinh giỏi tỉnh rất đáng phấn khởi. Năm học 2009-2010, xếp thứ 397 toàn quốc, có sự tiến bộ rõ rệt nhất trong năm 2011-2012 khi kết quả thi xếp thứ 346 trong khối trung học phổ thông trên toàn quốc. Nhiều em học sinh đạt nhiều giải học sinh giỏi từ giải khuyến khích đến giải nhất. Năm học 2012-2013, em Lưu Tiến Thành lớp 12A giành giải nhất môn hóa và giải nhì môn toán, đồng đội xếp thứ 21 trên 44 trường công lập toàn tỉnh và đạt giải khuyến khích toàn đoàn. Những năm qua thì trường liên tục là đơn vị tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Chất lượng giáo dục của nhà trường thì ngày một được nâng cao, và đến nay thì trường đã trở thành một ngôi trường có cái bề thế với cơ ngơi, cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ cán bộ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và trình độ chuyên môn cao. Học sinh có kỷ cương, kỷ luật và tích cực trong việc học tập, trau dồi, rèn luyện. Và trường đã trở thành ngôi trường chuẩn quốc gia của tỉnh Nam Định. Từ mái trường này, khi còn là cấp 3C Hải Hậu, hay cho đến bây giờ là trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B, đã có hàng vạn học sinh đã tốt nghiệp và trưởng thành ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều học sinh đã trở thành sĩ quan cao cấp của Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam. Đã có hàng chục đại tá và các sĩ quan khác. Nhiều cựu học sinh từ mái trường này đã trở thành giảng viên của nhiều trường đại học, và cũng không ít người có học vị tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ và nhiều lĩnh vực khác. Điều đặc biệt là hiện nay trường có tới 30 năm đồng chí cán bộ, giáo viên đang công tác, nguyên là học sinh cũ của nhà trường. Họ chính là niềm tin, là sự nỗ lực vì sự phát triển của mái trường và quê hương. Nhờ kế thừa và phát huy được truyền thống quý báu của nhà trường, trong quá trình công tác, tôi cũng đã cố gắng phát huy được vai trò của mình và cũng đạt được một số cái thành tích nhất định. Có thể nói rằng trường cấp 3C Hải Hậu đã cho tôi một nền tảng, một bước ngoặt đầu tiên để đạt được cái thành tích như hôm nay.
Tôi cũng mong rằng các thế hệ sau của nhà trường Trực Ninh B luôn phát huy được truyền thống quý báu của nhà trường để đạt được những cái thành tích cao hơn nữa. Sau khi học tập tại trường và chúng tôi ra lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới Tổ quốc và hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì trở về học tại trường đại học. Và sau khi tốt nghiệp đại học thì hiện nay thì tôi đang công tác tại Bộ Nội vụ. Trong cái thời gian phục vụ trong quân đội và công tác tại cơ quan nhà nước thì chúng tôi rất là tự hào là cái lớp học sinh đầu tiên được các thầy cô giáo nhà trường dạy dỗ chỉ bảo và định hướng cho chúng tôi xác định cái con đường tương lai của mình. Hồi xưa mấy thầy nam thì mang cái chai ra cổng trường thầy để thầy bút vào ống quần của thầy gốc ấy, ông ấy đơn tình nguyện bằng máu để bộ đội chứ không phải được tàn đó. Có những lớp đặc biệt đã có tới 4 tiến sĩ giảng viên các trường đại học, học viện như lớp 12A năm học 1994-1995. Có nhiều học sinh cũ của nhà trường đã trở thành cán bộ cấp cao trong các cơ quan chính phủ và nhà nước các cấp. Đặc biệt là biết bao nhiêu doanh nhân thành đạt trưởng thành từ mái trường này. Ở trong trái tim của cựu học sinh thì nhà trường là nơi khởi đầu của cái việc mà các thầy các cô đã truyền tải kiến thức cho chúng tôi. Có thể ở đâu đó là lớn lao, nhưng về với mái trường thân yêu thì vẫn là nhỏ bé. Và cái điều mà chúng tôi mong muốn nhất là các thế hệ học sinh sau này kế tiếp cái tinh thần cũng như ý chí và nghị lực của các lớp đàn anh đi trước. Thực sự là cũng thấy rất là ấn tượng. Thấy cái quá trình của nhà trường trong những năm qua phát triển rất là mạnh. Và theo dõi thì những cái thế hệ sau chúng tôi thì thấy rằng là rất nhiều anh em cũng rất là thành đạt, giữ những cái vị trí rất là quan trọng trong các cái cơ quan của Đảng, Nhà nước, rồi là các cái doanh nghiệp lớn. Thì chúng tôi cũng mong muốn và cũng rất là tin tưởng rằng là trong cái thời gian sắp tới với cái truyền thống 40 năm của nhà trường thì tất cả những cái thế hệ sau thì chắc chắn sẽ phát triển và sẽ đạt gặt hái những cái thành công tốt hơn. Trên con đường hội nhập, nằm lại ở một địa bàn có nền kinh tế nông nghiệp thuần túy, cây lúa là nghề lâu đời ở đất này, nên Đảng ủy, chính quyền và nhân dân miền 4 Trực Ninh nói chung và trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B nói riêng gặp không ít trở ngại, khó khăn. Hiện nay cơ sở vật chất, thiết bị khoa học kỹ thuật dùng cho dạy và học vẫn còn ở mức khiêm tốn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên và phát huy năng lực tự học, sáng tạo của học sinh trong thời buổi khoa học công nghệ. Mặc dù vậy, với bề dày truyền thống học tập của nhà trường, bao năm qua, nhà trường sẽ vững vàng từng bước khắc phục và đi tới. Trong chặng đường lịch sử ấy, nhà trường vẫn luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, của phụ huynh, thầy và trò qua bao thế hệ. Đối với chúng tôi là bậc cha mẹ học sinh, trong những năm qua đã kết hợp cùng với nhà trường làm nhiều công trình phúc lợi như tu sửa cơ sở vật chất cùng với sắm sửa trang thiết bị như là máy vi tính, sửa chữa bàn ghế. Nhà trường là có đội ngũ giáo viên dạy giỏi, nhiệt tình, nhiệt huyết. Với hội cha mẹ học sinh của chúng tôi luôn kết hợp với nhà trường quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc các em trên trường. Thì các em học có sự phối kết hợp giữa về nhà, tôi luôn chỉ đạo con em chúng tôi là học, làm theo cái chương trình của nhà trường đã đề ra, tạo điều kiện thời gian tốt nhất cho các em đến trường. Về nhà, chúng tôi cũng tạo điều kiện thời gian cho các em học tập, làm sao cho đúng đủ thời gian.
Giữa khoảng bao la của trời đất hiền hòa, giữa cánh đồng bát ngát, màu mỡ phù sa của dòng Ninh Cơ, mái trường luôn rực sáng lên niềm tin và hy vọng. Mỗi người con miền Trực nơi đây có quyền tự hào trước những trang sử hào hùng, những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp xây dựng nên. Tinh thần và ý chí của con người nơi đây sẽ được tiếp nối cho đến mai sau. Em hãy cố gắng học tập và rèn luyện tốt cho tương lai của bản thân, cho niềm vui của gia đình, cho niềm tự hào của nhà trường. Các em hãy lắng lòng mình, sẽ cảm nhận thấy trường như ngôi nhà thứ hai của các em. Xứng đáng với sự nuôi dưỡng, chăm lo của Đảng bộ và nhân dân địa phương hai huyện là Hải Hậu và Trực Ninh, và cũng xứng đáng với một cái truyền thống vượt khó vươn lên và ngày một trưởng thành của mái trường phổ thông tiểu học là Trực Ninh B. Và mong rằng nhà trường tiếp tục có những bước phát triển, và mãi mãi đấy là niềm tin của chúng tôi dù đi bất cứ đâu. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt hơn nữa để giành được những giải mà Quốc hội, nhà nước, chính phủ trao tặng. Chúc nhà trường 40 năm ngày càng phát triển. Mười năm trải qua những biến cố thăng trầm về địa lý, lịch sử, từ trong gian khó cho đến ngày nay, mái trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B đang vững vàng trở thành cái nôi của nền giáo dục khu vực. Vẫn còn đó, những thế hệ thầy và trò đang miệt mài cho sự nghiệp chồng người. Vẫn còn đó, biết bao sự hy sinh thầm lặng của người thầy và sự miệt mài từng ngày của trò. Dầu con đường phía trước có nhiều thách thức, nhưng những vận hội mới luôn rộng mở với thầy và trò trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B. Với niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, tinh thần và ý chí vươn lên không mỏi của các thế hệ thầy và trò, sự đồng tình ủng hộ của các cấp lãnh đạo, của ngành giáo dục, của nhân dân và của các tổ chức kinh tế xã hội khác, trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, cao hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trên đường đi tới. Xứng đáng là nơi gửi gắm niềm tin của người dân miền đất nơi đây. Hơn thế nữa, trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B sẽ mãi mãi là mái nhà chung thân thuộc, là chốn đi về của mỗi thế hệ học sinh và các thầy giáo, cô giáo. Chính nơi này đã tiếp bước cho bao ước mơ bay cao, bay xa trở thành hiện thực.
Một học sinh cũ của trường, tôi dành tất cả tâm huyết của mình để viết nên ca khúc Trực Ninh B Nơi Bước Ta Đi. Ca khúc này tôi trân trọng kính tặng các thầy các cô và các bạn học sinh các thế hệ của nhà trường. Tôi mong rằng ca khúc sẽ là niềm cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần của các cán bộ giáo viên và học sinh của nhà trường để trong tương lai ngôi trường của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành một điểm sáng về giáo dục của tỉnh Nam Định. So today we came here to build a school. Throughout days and nights, talk to us like a swirl. With resilience, now has won the love to make our homes fulfill with trees. From a retreat, the school grow up, then grow. Trực Ninh B, on the way we come. Our heart full of the bitter blood from our fatherland, brother we inherit. Study and raise a dream, the country expecting us.